Xin kính chào quý vị và các bạn. Anh thư rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyện đêm muộn phiên bản YouTube. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, anh thư cùng người bạn đồng hành của mình, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ mang đến một chủ đề mà chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy rất thú vị. Trong người hừng hực nhưng họa mi bất lực. À đây là một cách nói văn phong của chúng tôi ạ. Còn cái câu chuyện là khi chúng ta cảm thấy bản thân rất là ổn hay đối tác của mình cũng rất ổn. Tại sao đến lúc nhập cuộc mọi chuyện lại không được diễn ra như ý muốn? Hãy cùng chuyên gia tâm lý Ninh Đoàn giải đáp thắc mắc xung quanh chủ đề này nhé. Xin chào anh Ninh Đoàn. Vâng, uh, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình chuyện đêm muộn phiên bản YouTube. Uh, xin chào anh Thư. Vừa nghe tên chủ đề đã thấy nó hay, nó văn chương nhưng nó cũng rất là gợi những cái hình ảnh trong người hưởng hực nhưng họa mi bất lực. Chúng ta nghe nói nhiều đến là trên bảo dưới không nghe đúng không? Nhưng hôm nay thật ra nội dung nó như thế nhưng chúng ta nhìn dưới một cái khía cạnh văn hóa hơn văn chương hơn và đẹp hơn vì thật ra thì quan hệ vợ chồng là một hình ảnh đẹp nhất đỉnh cao của tình yêu ạ và tôi thì tôi nhớ đến một cái câu kết luận đúc rút của, của, của nhiều người nói rằng là đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được ngược lại phụ nữ thì lúc nào cũng làm được nhưng không phải lúc nào cũng muốn vâng uh, giữa cái mong muốn và cái thực hiện được của đàn ông nó có một khoảng cách nhất định cho nên là nỗi khổ của họ ấy khó nói lắm chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ dần ạ tôi hỏi trực tiếp anh luôn ạ à? vì anh cũng là đàn ông mà anh có hay gặp phải cái tình huống này không <laughs> tất nhiên thì tôi không nằm ngoài cái quy luật chung ừ. tuổi tác càng ngày càng cao sức khỏe càng ngày càng giảm và yếu tố sức khỏe cũng như tâm lý cũng như bệnh lý cho đến sự nhàm chán đến sự vơi bớt như của tình yêu nó làm cho cái chuyện như thế kia thường gặp hơn rất là nhiều cái sự hừng hực ấy thì nó lại nằm ở trong tâm thức của chúng ta đúng, đúng không? rồi và, và chúng ta luôn nghĩ là chúng ta làm được đúng không anh? nhiều người thì mong muốn xung phong ra trận đấy ừ. nhưng mà ra đến nơi vì đã được học cách bắn đâu rồi đứng lơ ngơ rồi, <laughs> rồi rồi địch nó lại bắn mình để ngã trước chưa làm được gì thì đã đã được giấy báo <laughs> tôi thì ừ. cho rằng yếu tố tuổi tác nó chỉ là một phần thôi một yếu tố mà anh thường muốn nhắc tới ở đây đó chính là yếu tố tâm lý và yếu tố tâm lý thì phụ thuộc vào rất rất nhiều những điều diễn tiến hàng ngày xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta và anh sẽ nói gì về điều này nó có ảnh hưởng ra sao đến họa mi của các đấng mày dâu đây? Vâng rất là là đúng và anh thư có chia sẻ rằng là ảnh hưởng thì đầu tiên là do lý do sức khỏe ừ. lý do tuổi tác nhưng quan trọng nhất là yếu tố tinh thần à, người ta đã nói là tinh thần mà không thông thì đôi khi cầm cái lông cũng còn mệt thế huống chi như làm cái việc đại sự là cái việc mà mang lại cái niềm vui cho bản thân và cho đối tác cho người bạn tình cho một người vợ hay người chồng của mình thì yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng mà thật ra thời đại này chúng ta để ý mà xem biết bao nhiêu những áp lực ở cơ quan công việc đã đành rồi chuyến đề áp lực tiền bạc rồi phải trưởng thành rồi nhất là đàn ông đàn ông lại phải trở thành trụ cột đàn ông lại phải có tiền đàn ông lại phải có giá trị bằng tuổi mình rồi mình chưa có ô tô thấy người ta đi ô tô mình cũng nhục nếu có nhà ở ngày xưa đã là rất là ok được cơ quan phân cho một cái nhà tập thể díu dít vợ chồng con cái thế đã là hạnh phúc như giờ gặp nhau là đã có mảnh đất nào chưa ngẫm lại thấy mình chưa có gì cả thế cũng là một cái 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 áp lực công việc cũng thế các mối quan hệ ở cơ quan đôi khi năng lực làm việc thì mình không sợ coi như nếu mà chỉ có việc của mình mình làm thì không sao nhưng mà chúng ta biết rồi đấy bình phẩm, bình luận rồi đôi khi bức xúc cả với sếp, với lãnh đạo, con đồng nghiệp thì đã cái dở người chuyên môn không có lại còn cứ kèn cựa tính thì xấu tính, biết bao những bực bội. Đã về nhà thì con thì học học rồi nó rất nhiều thứ. Và, thế nhưng mà trong cái yếu tố tinh thần mà làm cho người ta mệt mỏi nhất chính là sự nhàm chán của tình yêu. Một đôi vợ chồng mà lấy nhau 10 15 năm năm rồi mà. Bây giờ không còn nhiều chuyện để mà nói. Người ta cứ hình dung là một đôi vợ chồng là đi làm tối ăn xong rồi khoác tay nhau bật uh, tivi lên xem, pha cà phê trong uh, tiếng nhạc du dương gì đấy. Tôi nghĩ rằng tất cả nó trên phim ảnh. Chứ còn thì đến lúc mà sống với nhau 10, 15 năm không còn nói nhiều. Thế, thế thế chưa có lương à? Thế hoặc là xuống ăn cơm đi. Lấy lâu rồi gọi mãi không thưa. Đấy, hoặc là gọi điện về nhà cho nhau cho vợ cho chồng chỉ mỗi câu không ăn nhà không ăn cơm nhà thôi nhá ăn trước đi ôi rồi nó nó gọn gàng nó tắt đến mức độ trong mà vánh. không còn gì hơn nữa nằm bên nhau mỗi người một cái điện thoại quay mặt một người thì quay vào trong người quay ra ngoài người thì facebook người thì xem tiktok thế thì bạn chẳng có ai có ý định là này, chọc cho bên kia xem có cần gì không nhưng mà không ai mở lời không ai khởi động thì không khởi thì nó không động thế là rồi cũng qua đi lại một ngày nữa một ngày nữa cho nên là càng ngày nhiều người nói nói thật chứ cứ cái công thức ở trên sách vở ấy, mà các ông cứ nói là con công thức con số 9 đấy là 3 như chín ví dụ tuổi là đầu ba mà nhân với 9 là ba chín tức là hai tuần bảy lần nên nếu thế thì so với nhà tôi thì tôi phải truy lĩnh rất nhiều bởi <laughs> vì có khi cả tuần hoặc hai tuần chúng tôi chẳng làm gì cả Đó. à mà vẫn không sao nhưng tôi nói rằng là có thật không sao không đôi khi mình sao mà mình không biết là sao cả đúng không? Bởi vì một trong những thứ mà nó sinh ra vợ chồng là để có cái chuyện đấy Nó là gắn kết, nó là hâm nóng, nó để thấy còn cần nhau Không thì đơn giản là nó cũng nhẹ cả cái người đi ví dụ như vậy Cho nên trên hưởng thực mà họa mi lại bất lực Thì là một nỗi ám ảnh, một nỗi lo, một nỗi sợ của đàn ông Nhất là tuổi từ 40 trở đi Từ khi nghe anh nói tôi bắt đầu ngồi đếm xem là hôn nhân của mình bao lâu rồi Đến thời ừ. kỳ đấy chưa? kỳ đầy nguy cơ này chưa ừ. <laughs> anh đoàn này nói đến cái câu chuyện chuyện ấy nói đến việc làm sao để chúng ta có thể hừng hực cả cái thời điểm trước đó tức là chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ nhập cuộc tốt nhất cho đến khi nó diễn tiến ra nó có thể làm cho cả đôi bên cảm thấy hài lòng thì nó sẽ gồm nhiều công đoạn đúng không ạ bây giờ trên thì gọi là những cái màn dạo đầu này màn cao trào này rồi kết thúc ra sao này nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đến cái màn dạo đầu Và đây là một câu chuyện mà có lẽ là những cặp đôi càng sống lâu với nhau này Càng hiểu nhau này Thú thật là có vẻ như càng lười à, đúng là về mặt công thức thì một cuộc tình là chia làm bốn giai đoạn cũng như là bài văn ngày xưa chúng ta được học cô giáo dạy cách mở bài thân bài kết luận thì một cuộc yêu giữa vợ và chồng thì cũng có màn khởi động này xong đến nhập cuộc này xong đến cao trào xong đến thoái lui thoái trào <laughs> đúng không ạ Tuy nhiên ở mỗi một lứa tuổi khác nhau thì các cái giai đoạn ấy nó có cái tầm quan trọng khác nhau. Một đôi trẻ độ 20, 21, 22 á, thực ra người ta chỉ nắm tay nhau một chút, chạm vào nhau thôi thì cái bàn dạo đầu chắc là thậm chí còn bỏ qua nữa cơ. Vì nó nghĩ đến cái chuyện yêu là cả đôi bên đã 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 có đầy đủ điều kiện để nhập cuộc rồi. Còn với những bác mà tuổi lớn lớn rồi ấy thì màn khởi động ban đầu càng kỹ càng tốt. Bởi vì để chờ cả hai, bác nam, bác trai mà có nghĩ đến rồi nhưng mà công cụ nó cũng chưa phải là ngon lành đâu. Nó gọi là nó mới bắt đầu vươn vai đứng dậy chứ chưa trở thành thánh gióng được. <laughs> cũng phải để cho nó nó đạt được đến một cái mức độ nhất định. Thứ hai nữa là cũng lại phải chậm chậm khởi động từ từ để bác gái cũng còn dạo dực một chút vì cái bếp mà nó cũng đã nguội lâu rồi thì cũng phải kiên trì kiên nhẫn rồi, ừ. rồi điện nước nó mới về ví dụ như vậy thế thì cái màn dạo đầu cực kỳ quan trọng và đặc biệt cái màn dạo đầu này thì cần cái sự nỗ lực của cả hai tôi tiếc rằng khá nhiều phụ nữ tất nhiên phụ nữ hiện đại như anh thư thì tôi không nói nhưng mà rất nhiều bác nhiều chị nghĩ rằng là mình thích mình cứ nằm chờ ông làm gì thì ông mới làm và nhiều khi mình cứ nghĩ là ông ấy làm gì thì ông làm thì ông sẽ chả làm gì đâu hãy nhớ mình muốn ăn thì mình cũng phải lăn vào bếp ở trong cái, cái chuyện tình yêu này ấy, cái câu mà muốn nhận thì hãy trao đi mình cứ bò ra mình làm cho ông ấy đi ông ấy không chịu được nữa thì rồi ông ấy sẽ chiến đấu với mình đó thì chính ra là, là trao trước rồi sẽ nhận sao đúng không mỗi một cái công đoạn như thế mỗi lứa tuổi khác nhau thì nó có cái tầm quan trọng khác nhau ừ. xin nhắc mọi người tuy nhiên bốn yếu tố hay là bốn công đoạn ấy sẽ vứt đi nếu như bản thân trong đầu hai vợ chồng không nảy sinh cái sự ham muốn nhau Cho nên quan trọng là khơi gợi ham muốn Mà khơi gợi thì đàn ông cũng khơi, phụ nữ cũng khơi Từ cái nhấm, cái nhỉ, từ cái chọc vào mông một cái rồi này là trông kinh lắm đấy nhá Hay là bố mày dạo này lười hay là trông thế nọ thế kia đúng không? Bóp cho cái vai, sờ cho cái chán Đôi khi không đụng đến thì thôi chứ đụng đến thì rồi đấy Nó lại thành có việc thì rõ ràng là trong người hưởng hực thì họa mi cũng khó mà bất lực được đúng không đúng anh? Đúng rồi. Thế <laughs> thì nếu mà mình mong muốn thì cần sự trợ giúp của nhau. Đúng rồi. Hãy à... nhớ rằng là chúng ta là đối tác mà. Đúng vậy. Mà đối tác nghĩa là hai bên cùng phải ừ, hoạt động chứ lại cứ một bên thì, thì chờ thì không được. Mà rồi ở nhà mà làm không tạo ra được cái gì thì đàn ông sẽ mất tự tin, sẽ thấy hơi mặc cảm xấu hổ, sợ rằng hay là mình mãn dục hay là mình yếu sinh lý và ông sẽ đi tìm một nơi khác để để test để ừ. kiểm tra lại và nếu một lần nào đó mà lại gặp một đối tác ở bên ngoài mà người ta lại ngon lành thì ông rút ra là hóa ra ở nhà là mũi lười chứ còn thì mình không nên không yếu cho nên nó có cái câu là ở nhà thì tưởng chết lâm sàng mà sang hàng xóm lại rộn ràng hát ca đó là là họa mi ấy à, cảm ơn những ý kiến của anh Đoàn nhắc chúng tôi thực ra thì cũng không bao giờ là thừa cả để chị em có thêm một cái sự tích cực đối với chuyện ấy đặc biệt là dành cho những người bạn đời mà mình đã chung sống lâu rồi nhưng mà tuy nhiên để quay trở lại cái câu chuyện của chủ đề trong người hừng hực nhưng họa mi bất lực thì tôi muốn nói kỹ hơn về cái phạm trù sức khỏe thực sự đến một độ tuổi thì có khi là chính các anh và chính các chị muốn lắm nhưng chúng ta nhập cuộc và chúng ta không thể làm theo được đúng cái lộ trình mà chính chúng ta vạch ra vì nhiều yếu tố và câu chuyện là sử dụng những loại thực phẩm chức năng những loại bổ trợ để có thể có được một cái thể lực tốt hơn nâng cao cái khả năng trong chuyện ấy thì cũng là một cái nội dung mà chúng tôi muốn được chuyên gia đinh đoàn tư vấn bởi vì giữa xã hội hiện nay thì những cái loại thực phẩm chức năng rất là đa dạng và làm sao để chúng ta có được một cái lựa chọn thông thái dành cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình thì chắc chắn là điều này cần để ý kiến chuyên gia rồi Trước khi mà nói đến cái sử dụng hỗ trợ những thực phẩm chức năng hay là những sản phẩm hỗ trợ để tăng cường cái sinh lực của mình Thì tôi muốn nhắc là quan trọng nhất là mọi người giữ một lối sống lành mạnh để chúng ta có sức khỏe đã Ăn uống nghỉ ngơi làm việc nó vừa tầm vừa sức Đặc biệt là dành thời gian nhất định để mình luyện tập Đừng có nghĩ là cứ phải tập gym với múi mới là luyện tập Các bác có tuổi đạp sẽ đạp thậm chí đi bộ cũng được để tăng cường cái sức khỏe cái đấy là yếu tố hàng đầu. Ừ. Cái thứ hai là giữ cho mình một cái tinh thần nó lành mạnh, tươi vui, lạc quan và nói như bây giờ đó là nó có có tràn đầy sinh lực. Ừ. Giữ cho tươi tắn đi đời rất ngắn sao chúng ta không tươi cười với nhau đúng không? Và đặc biệt người ta vẫn nói là giữ cái thần thái đấy ạ. Ừ, có thể không gì đấy nhưng mà cái thần thái trong cái mặt nó đã ghét rồi thì kể cả người ta cũng không muốn nữa cơ. <laughs> cho nên là hãy giữ cái thần thái cho nó được. Đấy rồi sau đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung một số những cái thực phẩm một số những cái sản phẩm mà hiện nay ở trên thị trường rất là nhiều khang dược cũng là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi cũng hay nhắc các bác nam bởi vì cái khang dược nó hay ở cái chỗ này này nó không phải là thuốc để mà yếu uống cái có hiệu quả ngay mà nó tăng cường sinh lực mỗi ngày một chút mỗi ngày một xíu mỗi ngày là một tí nó như thuốc bổ ấy làm cho mình đến lúc nào đó nó to khỏe lên rồi nó, nó, nó mạnh mẽ lên thì nó tăng cường nhưng nó có một cái hay nữa nó làm chậm quá trình mãn dục đừng có nghĩ rằng phụ nữ thì mới cứ mãn dục đàn ông cũng thế đàn ông nó như một cái đèn dầu cứ tắt dần dần mà tắt từ từ hết dầu đến lúc nào không chịu được nữa thì tắt ngấm thế thì khang dược nó chính ra là nó giúp cho chậm quá trình trở lại, lại đáng lẽ có ông 50 đã xong rồi nghỉ thế thì nếu mà sử dụng cái này đều đặn mà có cái ý thức thì 60 vẫn còn ngon, 65 vẫn còn thấy phong độ, 70 vẫn còn được, ví dụ như vậy. Đó thì lưu ý là, là kháng dược hiện nay vừa tăng cường sinh lực nhưng mà lại làm chậm quá trình mãn dùng nam, rất là hay. Chắc là anh cũng dùng kháng dược đúng không ạ? Tôi thấy là sao? À, tôi được biếu rất là nhiều. Tôi được biếu và khi mà tôi quen rồi thì tôi thấy rằng ư ừ, cũng nhẹ nhàng. Bởi vì mình 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 đừng nghĩ rằng đây là thuốc để mà phải à thế mình có bệnh đâu mà mình uống thuốc. Nó ừ. như mà thực phẩm chức năng thay vì phải ăn cái nọ cái kia để mình tăng cường nhưng mà có phải lúc nào mình cũng ăn được đâu. <laughs> Tôi nghĩ là bây giờ thì hầu hết mọi người đều nhận thức được rằng là cái lời khuyên dành cho chúng ta hai món quà dành cho tâm hồn và thể lực đó chính là sách và thuốc, là hai thứ mà không bao giờ chúng ta từ chối. Sách thì nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta còn các loại thực phẩm bổ trợ sức khỏe thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái thể trạng một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn có lý do gì để chúng ta nói không với điều này đúng không thưa quý vị và ngày hôm nay trong câu chuyện của trong người hừng hực nhưng họa mi bất lực thì chúng tôi muốn mang đến một cái góc nhìn nó đa chiều hơn từ chia sẻ của chuyên gia tâm lý đinh đoàn nếu quý vị thấy câu chuyện của chính mình ở trong đó nếu quý vị thấy rằng là những lời khuyên này đã mang đến cho mình những sự gợi mở để góp phần làm cho cuộc hôn nhân có thể đã hơi lâu có thể đã có phần cũ kỹ lại tươi mới trở lại thì hãy đưa ra những câu hỏi và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những số phát sóng tiếp theo của chuyện đêm muộn phiên bản YouTube. Quý vị đừng quên like, subscribe kênh để có thể tiếp tục đón nhận những chương trình, những chủ đề hấp dẫn mà chúng tôi mang tới. Đến đây thời lượng chương trình ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Tôi tác căng thẳng làm suy giảm nội tiết tố nam gây mất phong độ suy giảm sinh lực và sinh lý khăn dược công thức mới thành phần kết hợp xăm câu, bá bệnh chăm chương hoắc, xá sùng hào viện khăn dược hỗ trợ củng cố nội tiết tố nam tăng sinh lý cường sinh lực phục hồi bản lĩnh phái mạnh khăn dược sức khỏe và phong độ vững bền thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh